Rồi, toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Tạm Còn 99. Thì lời đầu tiên trong video toàn xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hiện tại toàn đang có mặt ở cái vườn mai anh Triệu. Thì ở đây là cái vườn mai phía trước cửa nhà anh Triệu ha. Thì anh Triệu tới hai cái vườn mai sữa rễ. Ở đây là mai, là có một số mai sữa rễ và một số mai hồi đó đó quý cô chú anh chị. Thì trong đây anh Triệu ảnh có giao lưu tầm khoảng 17-18 cây mai bự ha. Có khoảng 18 cây mai bự đó với cô chú anh chị. Thì cái này anh Triệu bánh giao lưu bán tại vườn ha. Thì địa chỉ và số điện thoại của anh Triệu toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh, để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ với anh Triệu mua cho mình những cây mai đẹp để chơi Tết 2023 ha. Thì đầu video toàn mời quý cô chú anh chị và các bạn xem hai cây mai sữa rễ đẹp ở trước cửa nhà anh Triệu ha. Cây này mình trồng bao lâu rồi hả anh Triệu? Cây này lên trồng 5 rưỡi ha. Đây là quý cô chú anh chị. Đây thì khu vườn của anh Triệu thì có hai cây mai sữa rễ đẹp ha. Cây này thì nó bằng giò cái mình nha quý cô chú anh chị. Cây này nó được là tầm khoảng 2, 4, 6, 8. Cây này là nó 8 cộng rễ là nó đều ngang dài với nhau nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì cái này rễ thì nó 9-10-9-10 nha quý cô chú anh chị. Thì hai cái này toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn xem chơi cho vui ha. Thì chút nữa toàn sẽ quay 17-18 cây mai bự để cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái mẫu cây như thế nào để lựa chọn cho mình những cây mai đẹp trong vườn của anh Chiêu ha. Đây là quý cô chú anh chị. Cây này cũng được là 2 4 6 8 9. Cây này 9 cộng rễ là nó đều ngang dài nha quý cô chú anh chị. Cây này mình trồng cũng được 1 năm mấy ha anh chị. Dạ. Cây này quá xá bù rễ rồi quý cô chú anh chị ơi. Đó. Cây bên đây thì nó bằng cây bên kia luôn nha quý cô chú anh chị. Nó cũng 9-10-9-10 ạ. Cây này thì chắc bằng ngón giò cái mình này, nó bự hơn ngón tay cái nha. Cây này nó cao khoảng 1,5 m nè, trên 1,5 m. Hai cây thì một cặp một, giống hệt nhau nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì sau đây toàn sẽ quay 17-18 cây này để cho anh Chiêu đo thông số ha. Cây này mai giảo gì anh Chiêu? Giảo lai. Dạ, giảo lai ha. Cái mặt bông nó nhiều cánh anh Chiêu? Từ 7 đến 12 cánh. À, mặt bông từ 7 đến 12 cánh nha quý cô chú anh chị. Thì trong đây 17-18 cây, rồi toàn với anh Chiêu đo thông số cũng như là đo 1-2 cây. Mà cái này anh Chiêu giao lưu bán tại vườn nha quý cô chú anh chị. Cây này chiều cao nó khoảng mấy mét hả anh Chiêu? Này chắc hơn 3 mét. À, hơn 3 mét ha. À, cây này chiều cao hơn 3 mét nha quý cô chú anh chị. Tán ngang nó khoảng 3 mét hả anh Chiêu? Tán ngang 3 mét nha quý cô chú anh chị. Cây chi cành rất là đều luôn. À. Cây quá trời cây. Anh đo thông số được không anh Chiêu? Anh đo giùm em, mình đo khoảng 2-3 cây thôi ha. Cái này mình giao lưu cũng như tại vườn, có quý cô chú anh chị và các bạn nào yêu thích thì tới vườn anh Chiêu để lựa chọn cho mình những cái mai đẹp để chơi Tết 2023 ha. Rồi toàn cũng cảm ơn rất là nhiều. Rồi, anh siết lại anh để em. À. Hoành eo của cây là 47 nha quý cô chú anh chị. Nó cứng 47 nhưng mà mình cởi 47 thôi ha. Đó, thôi thoát thân anh Chiêu, từ đây xuống tới gốc giùm em ha. Không, anh đo cho thẳng xuống, đo thẳng thước xuống luôn. Dạ dạ. Rồi, hoành thóc thân của nó là 46 cm nha quý cô chú anh chị, hoành thóc thân ha. Cái bề đế nó tầm khoảng 300 không ha anh Chiêu. Để anh mình hao hạo cái. Cái này chắc hết thước dây quá, thước này là thước gửi ha. Cái bề đế của nó là tầm khoảng 2 mét nha quý cô chú anh chị. Đó. Này, cái này nồi đế là nồi đế đặt luôn quý cô chú anh chị. Nào để đặt luôn ha. Cái này là nó đều bốn mặt luôn nhìn chưa? Cũng đều đều. Mai này không có sữa rễ, mai hồi xưa. Mai hồi xưa ha, mai hồi xưa bạn thấy rễ nó cũng đều nè, ngang ngang với nhau nè. Đó. Rồi lắp lại lên chưa? Đây này, cây này cũng như cây mã số 1 đi nha quý cô chú anh chị. Thì toàn với anh Chiêu chỉ đo hào hào vài cây thôi. Còn cái này cũng như anh Chiêu giao lưu bán tại vườn, giá cả thì quý cô chú anh chị các bạn thương lượng với anh Chiêu ha. Cái này mình giao lưu luôn hết anh Chiêu? Dạ.
tiếp theo là cây này luôn nha quý cô chú anh chị. Mặt bông này 2, 4, 5 nha. 2, 4, 6. Cái này 6 đến 12 vậy nó anh chưa? Dạ 6 đến 12. Mấy này bông gió nó không đủ cánh nha quý cô chú anh chị. Đó. Cây này cái chiều cao nó là 3 m trên 3 m nha quý cô chú anh chị. Tán ngang thì tầm khoảng là 2 m rưỡi, 2 m rưỡi có trên ha. Chỉ cạnh thì đều từ dưới gốc tới ngọn luôn nha quý cô chú anh chị. Này bộ đế quá đặc luôn quý cô chú anh chị à. Dạ. Quá trời cái bề đế luôn. Củ đế phía bên này quá đã. Anh đo thông số cái anh chưa? Này toàn với anh chiêu rồi cũng không có gành gì đo thông số cho lắm, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. À, địa chỉ những số điện thoại toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị các bạn biết liên hệ với anh chiêu. Và neo của nó là 20 quý cô chú anh chị. 20 cm. Thóc thằn. À, thấp xuống chút anh chị, thấp là anh để qua đây chút cho nó ngay bên đây cũng được nữa, không cần bên đó đâu. Dạ dạ đúng rồi, thóc thăng nó là 19 cm nha quý cô chú anh chị, thóc thăng là 19 cm. Rồi anh đo hoành bề đế luôn đi. Bề đế như vậy này. Dạ, cái này em cũng không gành gì đâu này mình giao lưu tại vườn cũng dễ mà, như khách tóc mua thì lợi tới nhà lựa. Hoành bề đế của nó thì 200 nha quý cô chú anh chị. Đó, quỳnh bề đế 200. Đó, rồi nên anh chiêu ơi. Chi cành rất là đều luôn. Đó. Toàn sẽ quay một vòng để cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Cái này là bộ đế đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Nó đặc biệt nó có cái củ trên đây nè. Củ nó liền luôn. Đó. Đế thì rễ thì nó đều ngang ngang dai với nhau nha quý cô chú anh chị. Này mình vô dây lâu chưa hả anh chiêu? Khoảng 4 tháng năm. Dạ, này như cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Thì đó vô luôn. Dạ. Hả? Cái này nữa là mình thí dụ khách có mua liên hệ với anh đi, tới vườn đi cho dễ ha. À, cây này luôn không anh chiêu? Cây này luôn ha. Cây này thì cái tán ngang của cây thì tầm khoảng 2 mét rưỡi nha quý cô chú anh chị. Tán ngang 2 mét rưỡi, chiều cao nó thì khoảng 1 mét rưỡi ha. Cây rất là đều tàn nha quý cô chú anh chị. Đó, đều từ gốc tới ngọn luôn. Đế thì nó đều ngang dài với nhau nè. Cái đặc biệt cái là nó được cái củ đế nè, củ đế đặc luôn ha. Lon đo thông số thử các anh chị. Lon được không? Vành neo của nó là 15 cm nha quý cô chú anh chị. Vành neo là 15 cm. Thóc thăng anh chị. Cái này nè. À. Thóc thăng của nó là 10. À. Thóc thăng của nó là 19 cm nha quý cô chú anh chị. 19 cm ha. Rồi anh chị ơi. Để toàn sẽ quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem một vòng ha. Tại trong đây nó tùm lum hơi khó đi chút nha quý cô chú anh chị. Rễ rất là đều rễ luôn. Chi cành thì đều từ gốc tới ngọn luôn. Thì trong đây 18 cây, còn với anh chiêu chỉ đo vài cây thôi nha quý cô chú anh chị. Thì cái này anh chiêu anh giao lưu bán tại vườn thì giá cả thì quý cô chú anh chị và các bạn đến vườn để thương lượng với anh chiêu ha, thì toàn cũng cảm ơn rất là nhiều. Rồi quý cô chú anh chị ơi, thì toàn với anh chiêu chỉ đo thông số vài cây ha, thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn hiểu cho toàn ha, tại vì toàn với anh chiêu thì cũng không có gành đo thông số cho mấy, thì cho nên cái này anh chiêu bánh giao lưu bán tại vườn, thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn đến vườn của anh chiêu để lựa chọn cho mình những cây mai đẹp để chơi Tết 2023 ha. Thì trong đây anh chiêu bánh giao lưu tầm khoảng 18 cây nha quý cô chú anh chị. 18 cây hoành của nó là từ 15 cho đến 35 cm ha. Đó, thì bên đây nữa thì
này nè, bên đây với bên đó luôn 18 cây nha quý cô chú anh chị. Thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho anh Chiêu ha. Thì số điện thoại và địa chỉ của anh Chiêu Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ với anh Chiêu ha. Thì Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì thời lượng video của Toàn đã khá dài. Thôi Toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn Toàn khép lại cái video ha. Cuối video Toàn cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì có yêu thích video của Toàn thì hãy cho Toàn xin một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha, để Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ bye bye. Chút nữa anh ghi cái miếng giấy á, anh ghi số điện thoại với hấp xã giùm em ha.